anh chị em mình đang có âm ly cũ mà muốn nâng cấp âm thanh, sử dụng ngay cho tớ cặp micro này của chiếc Mixer Max 16, hát được karaoke, kết nối vô cùng đơn giản, cắm đúng hai sợi dây hoa sen và là hát được ngay. Chiếc Mixer này kèm hai mic cắm vào âm ly là hát cực kỳ tê tái, có 99 chế độ vang số, anh em nghe thử nhá. Lên 1, 2 và 4, 5, 6. Đây, chiếc Mixer Max 16 karaoke đây, chúng mình cắm trực tiếp vào âm ly. Quý vị nhìn này, đấy, rất đơn giản luôn. Đấy, anh em là hát lại chi được luôn. Đấy, rất là nhỏ gọn, cắm điện 5V luôn. Tôi hiện lên đây với cả chân thành mà lòng tôi trao em. Ngày nào đã quên nhau vì chung hướng đời, mình chọn trao nhau nụ cười vang sướng không quý vị? Và tình yêu đó kết hợp với âm ly chấm hết lớp chấm các bạn nhé. Xin chào.